Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tốt Sầu Hoa. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ đem đến một thông tin của những bộ phim nào sau đây. Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay nhé. Thể loại phim chữa lành ngày càng được yêu thích bởi chúng giúp người xem cảm thấy được an ủi và thoải mái tinh thần. Và ngày hôm nay thì Tốt Sầu Hoa sẽ gửi đến bạn những bộ phim chữa lành Trung Quốc hay nhất hiện nay. Thứ nhất, Đi đến nơi có gió. Đi đến nơi có gió là bộ phim chữa lành của Trung Quốc gây sốt thời gian gần đây với sự kết hợp ăn ý của Lưu Dược Phi và Lý Hiện. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Hứa Hồng Đậu, cuộc sống và công việc của cô rơi vào bế tắc trước sự ra đi đột ngột của bạn thân. Chính vì thế cô đã nghỉ việc và tới Vân Nam du lịch để hoàn thành lời hứa với người đã khuất. Tại đây thì Hồng Đậu đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Tạ Chi Giao. Chi Giao đã giúp Hồng Đậu tìm lại bản thân và nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Thứ hai, Khanh Khanh Nhật Thương. Khanh Khanh Nhật Thường là bộ phim chữa lành hay dành cho ai thích thể loại cổ trang Trung Quốc, không phải cung đấu căng thẳng, thay vào đó bộ phim mang tới cho người xem những tiếng cười sảng khoái và nhiều câu chuyện hay về nữ quyền. Bối cảnh Khanh Khanh Nhật Thường diễn ra trong thế giới cổ xưa hư cấu, nữ chính trong phim là Lý Vi, vì còn ham chơi nên không muốn lấy chồng, cô đã cố gắng thể hiện bản thân thật tệ để bị trả về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên cô lại lọt vào tầm ngắm của Doãn Tranh, đây là một thiếu chủ bề ngoài ốm yếu nhưng thực chất lại văn võ toàn tài và có chí lớn. Cuộc sống hôn nhân của hai người chính là điểm sáng thú vị của phim. Liệu cặp đôi trái ngược tính cách này sẽ sống như thế nào thì bạn hãy xem phim để biết câu trả lời nhé. Thứ ba, Lần đầu yêu anh. Bộ phim chữa lành Trung Quốc Lần đầu yêu anh có nội dung nhẹ nhàng, tươi vui và trong trẻo về chuyện tình của cặp đôi dễ thương Lưu Vãn Vãn và Nhâm Sơ. Cả hai đã giúp nhau cùng vượt qua nỗi sợ của bản thân và tìm được sự cân bằng giữa sở thích và việc học. Lần đầu yêu anh nhất định là một bộ phim mà ai yêu thích thanh xuân học đường không thể bỏ lỡ. Thứ tư, Hóa ra em rất yêu anh. Bộ phim Hóa ra em rất yêu anh dù không được quảng cáo rầm rộ nhưng vẫn được fan của thể loại phim chữa lành và ngôn tình yêu thích. Sau khi bị phản bội, cô sinh viên ngành phát thanh Tang Vô Yên đã tình cờ gặp chàng trai khiếm thị Tô Niệm Khâm ở công viên. Từ đây mối duyên phận kỳ lạ giữa hai người bắt đầu. Tô Niệm Khâm trở nên trầm lặng và khép kín sau nhiều biến cố cuộc đời. Sự xuất hiện của Vô Yên đã khiến cuộc sống của anh trở nên màu sắc và băng giá trong tâm hồn tan dần. Đáng tiếc chuyện tình cảm của cả hai đã bị ngăn trở và phải chia tay. Thế nhưng 3 năm sau, Vô Yên phát hiện Niệm Khâm vẫn chờ đợi mình ở chỗ cũ. Trên đây là những bộ phim chữa lành hay nhất do Trung Quốc sản xuất. Hy vọng sẽ giúp bạn có những giây phút thoải mái khi xem phim. Mình có yêu thích những bộ phim trên đây hay không? Và đừng ngần ngại chia sẻ cho Tốt Sầu Hoa biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.